khí Green S, sản phẩm của Tô Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tường thuật cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 33 năm 2021, non sông liền một giải, niềm tin chiến thắng, HTV Tô Đông Á. Xin cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay các tay đua sẽ bước vào chặng thi đấu thứ 7 từ Thanh Hóa về Nghệ An, đường dài 140 km. Và ngày hôm qua thì chúng ta đã chứng kiến những diễn biến vô cùng hấp dẫn, những cuộc đấu trí giữa các huấn luyện viên ở những km cuối. Ngày hôm nay thì không biết là anh Quang Huy dự đoán những điều gì sẽ xảy ra trong chặng đua ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã được chứng kiến và đã vừa nghe Thanh Hiệp nói, chúng ta đã được chứng kiến những cuộc đấu trí vô cùng hấp dẫn và quyết liệt ở những km cuối của chặng đua ngày hôm qua từ Hà Nội về Thanh Hóa. Và theo Quang Huy nghĩ thì ngày hôm nay các đội cũng sẽ thực hiện những chiến thuật tương tự như vậy, với những cuộc tấn công rất là quyết liệt, rất là mạnh mẽ. Nhưng có một điều là có lẽ họ sẽ thực hiện một điều mà chúng ta đã quen thuộc ở trong những chặng đua trước đây, đó là sẽ tìm cách để một lần nữa kéo chùm đông về đích và giải quyết, tìm ra người giành chiến thắng chặng bằng nước rút ở khu vực đích đến. Nhưng đó là những dự đoán thôi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến ở trong chặng đua ngày hôm nay để xem tay đua nào sẽ là người giành chiến thắng ở trong chặng đua này. Với việc mà mặc hai chiếc áo danh giá của đoàn đua thi đấu thì nó không làm cho Hòa Him áp lực, mà nó làm cho Him có động lực và tự tin thi đấu các chặng tiếp theo sẽ tốt hơn. Vậy thì liệu là ngày hôm nay đội Dược Domestico Đồng Tháp cùng với Nguyễn Tấn Hoài sẽ thi đấu như thế nào để có thể bảo vệ được hai chiếc áo danh giá này? Với việc đội Dược Domestico Đồng Tháp hôm nay thi đấu thì mục tiêu cũng như trận hôm qua thì cũng bảo vệ áo vàng cho Nguyễn Tấn Hoài và xem các đối thủ chạy như thế nào và sẽ coi vào tình hình để thi đấu cho thật tốt trận hôm nay. Đúng 7 giờ, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, bà Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa và ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã cùng phất cờ để cho các vận động viên xuất phát thi đấu chặng thứ 7 từ Thanh Hóa về Nghệ An, đường dài 140 km. Chúng ta cũng thấy tay đua mang số đeo 25 Nguyễn Văn Nhã có đội quân của 7 tay đua đã bị ngã ở khu vực đích đến tại thành phố Thanh Hóa trong chặng đua ngày hôm qua. Thì ngày hôm nay anh vẫn đã xuất hiện để thi đấu ở trong chặng đua thứ 7 từ Thanh Hóa về Nghệ An. Một sự cố gắng, nỗ lực thi đấu rất đáng khen cho tay đua Nguyễn Văn Nhã của ekip quân khu 7. Tay đua mang số đeo 17 Nguyễn Trúc Sinh của ekip thành phố Hồ Chí Minh New Group ở trong chặng đua từ Hà Nội về Thanh Hóa đã thi đấu rất nổi bật, khi mà anh cùng với ba tay đua khác đã tách ra khỏi đoàn đông và đi trong vòng khoảng 50 km để hướng về phía đích đến tại thành phố Thanh Hóa. Và trong khoảng 50 km đó thì gần như chỉ có một mình Nguyễn Trúc Sinh làm máy kéo chính. 7 giờ 10 phút khi đoàn đua hướng đến thị xã Quảng Thịnh của thành phố Thanh Hóa thì trọng tài đã phất cờ cho các đội đua xuất phát chính thức chặng đua từ thành phố Thanh Hóa về thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An, đường dài 140 km. Và lúc này thì các vận động viên vẫn đang thi đấu với điều kiện thời tiết thuận lợi, trời không có nắng, gió nhẹ và nhiệt độ khoảng 25-26 độ C. Sau khi xuất phát được khoảng 5 km thì tay đua mang số đeo 67 Đặng Văn Bảo Anh của đội 620 Châu Thế Vĩnh Long đã một mình tách ra khỏi đoàn đông để thực hiện một cuộc tấn công. Nhưng lúc này thì khoảng cách giữa Đặng Văn Bảo Anh với đoàn đông ở phía sau chỉ trong vòng khoảng 10 giây đến 15 giây thôi. Và chúng ta cũng thấy các tay đua ở đoàn đông phía sau đã ngay lập tức tăng tốc. Họ không tạo ra cơ hội để cho tay đua Đặng Văn Bảo Anh của 610 Châu Thế Vĩnh Long có thể thoát ra với khoảng cách xa. Vâng, và ngay bây giờ thì giờ chúng tôi cũng đã có được những diễn biến ở sprint thứ nhất.
Sprint diễn ra cách điểm xuất phát khoảng 47,5 km tại khu vực cửa hàng Tôm Đông Á Hải Ngân. Có lẽ là một tay đua của Hà Nội là Quảng Văn Cường đã có được chiến thắng ở sprint thứ nhất. Tay đua Quảng Văn Cường luôn là một trong những người cạnh tranh rất quyết liệt ở sprint giải thưởng dọc đường của các chặng đua vừa qua. Đứng ở vị trí thứ hai là tay đua mang số đeo 93 Trần Nguyễn Minh Trí của Dược Domesco Đồng Tháp. Đứng thứ ba là tay đua mang số đeo 46 là tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang của Ba Lai Đồng Nai. Chúng ta cũng thấy là sau khi vượt qua sprint 1 thì lúc này đoàn đông đã tách ra thành một vài nhóm nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này thì ở trên đường đua các vận động viên vẫn đang đi với nhau thành một tốp đông. Mặc dù có nhiều cuộc tấn công để xé nhỏ ra thành những nhóm đi lên phía trước nhưng vẫn chưa tạo ra đủ khoảng cách để trọng tài tách hẳn ra thành một tốp riêng. Vì vậy mà các vận động viên vẫn đang đi với nhau phía dưới này và các trọng tài cũng đang đi ở phía cuối để chỉ xem như đây là một đoàn đông duy nhất mà thôi. Từ góc quay flycam chúng ta có thể thấy các vận động viên ở phía đầu của đoàn đông đang rất nỗ lực để thực hiện những cuộc tấn công nhằm thoát hẳn ra khỏi sự kèm kẹp của những tay đua ở phía sau. Ba tay đua đi đầu vẫn đang rất nỗ lực để thoát đi và chúng ta hãy chờ xem liệu họ có tạo nên những bất ngờ hết sức thú vị giống như ở trong chặng đua ngày hôm qua với cuộc tấn công thoát đi của bốn tay đua Nguyễn Trúc Sinh, Nguyễn Lâm, Phan Tuấn Vũ và Nguyễn Văn Hiếu. Và bây giờ thì chúng ta đã nhìn thấy các vận động viên ở trong top 1 trên màn hình. Khoảng cách giữa các vận động viên ở trong top này với đoàn đông ở phía sau đã đủ xa để trọng tài quyết định tách ra thành một top riêng. Với những thông tin mà chúng ta cập nhật được từ trên đường đua thì lúc này nhóm các tay đua đi đầu gồm có 9 vận động viên. Và trong này thì những ekip đang tạm thời chiếm được ưu thế đó chính là ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long. Họ đã cài được hai tay đua của mình ở trên nhóm này là tay đua Nguyễn Minh Thiện và tay đua Hồ Hoàng Sơn. Trong khi đó thì ekip quân khu 7 và quân đội cũng có hai tay đua là Cao Trung Hiếu và Nguyễn Huỳnh Lân. Còn lại các ekip như Bình Minh Bình Dương, ekip Hà Nội, đội tuyển trẻ Việt Nam, Đô Ba Găng Đồng Tháp và Diên Hồ Đồng Nai mỗi đội có một vận động viên. Và với tình thế như thế này thì chúng ta cũng thấy trong 9 vận động viên đi đầu có tay đua Hà Kiều Tấn Đại, tay đua thuộc ekip như Bình Minh Bình Dương đang là người có khoảng cách gần nhất với tay đua Nguyễn Tấn Hoài, người đang mặc chiếc áo vàng. Khoảng cách của Hà Kiều Tấn Đại với Nguyễn Tấn Hoài lúc này là 21 giây. Chính vì vậy mà nếu như với khoảng cách giữa top đông ở phía sau với top 9 vận động viên đi đầu là trên 30 giây thì ekip Đồng Tháp sẽ là những người cần phải làm việc nếu như muốn duy trì được, giữ được chiếc áo vàng cho Nguyễn Tấn Hoài sau chặng đua này. Chúng ta vẫn đang thấy 9 vận động viên đi đầu vẫn luôn duy trì tốc độ. Còn ở trong nhóm phía sau thì các vận động viên đã thay phiên nhau tấn công, tạo nên tốc độ cao, sau đó lại rè lại. Vì thế tốc độ ở phía sau không đều hơn các nhóm vận động viên đi đầu. Có thể ở trong nhóm đi đầu sẽ giãn xa hơn so với nhóm phía sau. Vâng thưa quý vị, lúc này thì diễn biến đường đua đang có những sự thay đổi khi mà đã có một nhóm nhỏ khoảng 5-6 tay đua họ đang gia nhập vào top 1. Đáng chú ý là trong top thứ 2 vừa nhập vào top 1 này có các tay đua rất đáng chú ý, đó là tay đua Huỳnh Thanh Tùng mang số đeo 27 của quân khu 7, là Nguyễn Hoàng Giang 85 của tập đoàn Lộc Trời An Giang, thành phố Hồ Chí Minh Vinama chúng ta có Trần Thanh Điền và ekip Đồng Tháp thì chúng tôi cũng thấy là có tay đua Nguyễn Nhật Nam số đeo 94. Trong số các tay đua hiện tại đang ở trong top 1 này là đáng chú ý nhất và lợi giờ nhất ở trên bảng tổng sắp báo vàng lúc này đó chính là tay đua Huỳnh Thanh Tùng mang số đeo 21. Bởi vì Huỳnh Thanh Tùng hiện chỉ cách tay đua đang mặc áo vàng chỉ có 8 giây mà thôi. Và sau đó thứ hai, lợi giờ thứ hai đó chính là tay đua Nguyễn Hoàng Giang mang số đeo 85 với khoảng cách là 17 giây. Rõ ràng là cục diện lúc này đang ngày càng hấp dẫn khi mà chúng ta đang được chứng kiến một cuộc tấn công rất là thú vị. Vậy thì với những sự thay đổi diễn biến như thế này thì không biết là các bình luận viên chúng tôi sẽ có những đánh giá như thế nào khi mà khoảng cách lúc này mà chúng tôi vừa cập nhật được giữa top 1 và top 2 đâu ở phía sau là 1 phút 25 giây thưa quý vị. 1 phút 25 giây và tốc độ đang được duy trì là khoảng vào 43 cho đến 44 km/h, một tốc độ rất là tốt.
Lúc này tay đua đang dẫn đầu của top 1 là đua mang số đeo 53 Lê Hữu Phước của đội Ingua Đồng Nai, rồi tay đua Nguyễn Huỳnh Lân của quân đội, tay đua Cao Trung Hiếu của đội quân khu 7. Trong số các vận động viên của top 1 thì tay đua đang có thứ hạng tốt nhất là tay đua Nguyễn Hoàng Giang của tập đoàn Lộc Trời An Giang, tay đua mang số đeo 85. Này thì Nguyễn Hoàng Giang đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng tổng sắp cá nhân. Hiện nay sau nhiều cuộc tấn công liên tục hơn 80 km thì hiện nay đoàn đua đã hình thành hai nhóm. Nhóm 1 có 15 vận động viên và toán đông. Khoảng cách hiện nay đã tăng lên 1 phút 40 15 giây. Và hiện nay trọng tài đang giải quyết cho các xe tiếp cận các vận động viên ở toán 1 ạ. Vâng, xin được cảm ơn trọng tài Bùi Ngọc Trung và xin chúc anh sẽ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành chặng đua ngày hôm nay ạ. Lúc này theo như chúng tôi quan sát thì đội xe của cảnh sát địa phương mở đường cũng như đội mô tô tiền phương cũng đã bắt đầu di chuyển lên và chúng ta đang chờ đợi màn tranh tài của các vận động viên. Khi vượt qua điểm sprint 2 này thì họ sẽ hướng vào 50 km cuối để tiến về đích đến tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và tương tự như ở chặng đua ngày hôm qua thì đây rõ ràng sẽ là khoảng thời gian mà những tính toán chiến thuật, những bài đánh chiến thuật của các đội sẽ nhanh chóng được triển khai. Đây là top các tay đua đi đầu và họ đang tăng tốc ở trong những mét cuối cùng hướng đến điểm sprint 2 này. Chúng ta cùng chờ xem. Đó là một chiếc áo của nhựa Bình Minh Bình Dương. Chính xác là 620 Châu Thế Vĩnh Long, tay đua mang số đeo 62 của 620 Châu Thế Vĩnh Long là người cán điểm sprint đầu tiên, tay đua Hồ Hoàng Sơn. Và chúng ta ngay lập tức sẽ đến với những kết quả của tổ trọng tài. Tay đua về thứ hai đó là tay đua mang số đeo 46 Nguyễn Phạm Quốc Khang và về thứ ba ở trong sprint vừa rồi đó là số 71 Hà Kiều Tấn Đại. Một lần nữa chúng ta hãy cùng theo dõi lại và bứt tốc ở đoạn cuối của tay đua Hồ Hoàng Sơn của ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long. Rõ ràng là những chặng đua vừa qua thì chúng ta cũng thấy được những nỗ lực rất đáng khen của các ekip như là 620 Châu Thới Vĩnh Long, như Bình Minh Bình Dương, Hà Nội hay tuyển trẻ Việt Nam. Sau sprint thứ hai này thì các tay đua sẽ còn khoảng 50 km nữa để về tới đích tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và đó sẽ là thời điểm mà chúng ta tiếp tục chờ đợi những cuộc tấn công hấp dẫn, những pha đấu trí chiến thuật đến từ các chiến lược gia trên đường đua. Lúc này thì như chúng tôi cũng đã phân tích trước đó, trong nhóm 15 vận động viên đi đầu thì tay đua Huỳnh Thanh Tùng là người đang có được khoảng cách gần nhất với tay đua mặc áo vàng Nguyễn Tấn Hoài là 9 giây. Nếu như khoảng cách giữa top đầu với top sau được duy trì thì tay đua Huỳnh Thanh Tùng sẽ có khả năng giành được chiếc áo vàng từ Nguyễn Tấn Hoài ở trong trận này nếu như đoàn sau không bắt được vào. Trong khi đó thì nếu xét về tình thế đường dài trong cuộc cạnh tranh danh hiệu áo vàng thì ekip thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ có lợi thế đôi chút ở cái tên Trần Thanh Điền so với những đối thủ khác như là Nguyễn Hoàng Giang của tập đoàn Lộc Trời An Giang, Nguyễn Nhật Nam của Dược Domesco Đồng Tháp hay là Nguyễn Phạm Quốc Khang của Ba Lai Đồng Nai. Còn đây là ở trong nhóm phía sau. Chúng ta đang thấy thì áo xanh Lê Nguyệt Minh vẫn đang an toàn nằm ở trong top đông này. Đang đi gần nhất với Lê Nguyệt Minh lúc này là tay đua Nguyễn Trường Tài và tay đua Nguyễn Thắng. Những tay đua cũng luôn đóng vai trò chủ lực trong việc bảo vệ và cũng như thực hiện những chiến thuật của huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt. Với việc Nguyễn Tấn Hoài đã tiến lên ở phía trên cùng với các tay đua thuộc hai ekip Đồng Tháp thực hiện việc làm đầu máy kéo ở nhóm sau thì rõ ràng là Lê Nguyệt Minh cũng phải tìm vị trí thích hợp để không ở quá xa so với Nguyễn Tấn Hoài, đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối với chiếc áo xanh của anh. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này thì theo thông báo của với trọng tài, top vận viên ở phía sau, đoàn đông ở phía sau đã thu hẹp khoảng cách rất đáng kể với nhóm các vận viên đi đầu. Từ khoảng cách 1 phút 45 giây trước đó thì bây giờ khoảng cách giữa đoàn đông với top vận viên ở phía trên này đã được thu hẹp xuống còn chỉ hơn 1 phút, khoảng 1 phút 10 giây thôi. Và vì vậy mà trọng tài đang yêu cầu các xe tiếp tế phải dừng lại để tạo mặt đường trống cho các vận động viên ở phía sau tấn công. Khoảng cách theo thông báo của trọng tài vào lúc này giữa top 1 và top 2 đã được thu hẹp thêm xuống còn lại 45 giây thôi. Rõ ràng là top 2 phía sau đã tăng tốc lên một cách rất mạnh mẽ. Top 2 đang bắt vào trong top 1, trong khi các vận động viên ở trong top 1 nhận thấy điều đó và đang chùng lại hẳn.
Ở phía sau thì đoàn đông với máy kéo chính là cái đồ dược Domesco Đồng Tháp. Dopagan Đồng Tháp đã bắt kịp vào trong top dẫn đầu. Nỗ lực để tấn công và thoát ra đi của 15 tay đua. Bây giờ đã bị đoàn đông phía sau bắt kịp. Sau khi đoàn đông bắt kịp vào top 1 thì tốc độ vẫn đang được duy trì ở mức khá cao. Và điều đó chúng ta có thể thấy được ở việc đoàn đông đang kéo ra thành một đường thẳng dàn ngay ở trên đường, chứ không chùm lại thành một top. Tốc độ vẫn đang duy trì ở mức khoảng 44-45 km/h. Từ góc quay flycam này thì chúng ta lại được thấy một cuộc tấn công mới đang diễn ra. 7 tay đua đang cố gắng để thoát đi khỏi sự kèm cặp của đoàn đông. Để chờ xem liệu 7 tay đua này với đợt tấn công tăng tốc này thì có thể thoát ra khỏi sự đoàn kèm cặp của đoàn đông phía sau hay không. Trong khi ở đoàn đông này vào lúc này tay đua mang số đeo 11 Lê Nguyệt Minh thì đã bị trục trặc về xe và đang phải dừng lại. Xin nhắc lại, Lê Nguyệt Minh thì đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp cả cá nhân áo vàng lẫn ở trên bảng tổng sắp áo xanh. Lê Nguyệt Minh đang phải chờ xe tiếp tế của mình lên để thay bánh xe. Đây là một tình thế mà nếu như các thầy đua của đội đô Mesco Đồng Tháp hay Dopagan Đồng Tháp nhận thấy thì họ có thể sẽ đẩy mạnh tốc độ của đoàn đông để kéo giãn khoảng cách giữa đoàn đông với Lê Nguyệt Minh hơn nữa. Và điều đó khiến cho Lê Nguyệt Minh sẽ phải tốn rất nhiều sức để đuổi theo vào đoàn đông. Ở phía đầu của đoàn đông vào lúc này thì các đội đua của dược Domesco Đồng Tháp đang là những người làm máy kéo chính, mà người đi đầu đang là chiếc áo vàng Nguyễn Tấn Hoài. Thông thường như chúng ta vẫn thường quen nhìn thấy thì tay đua giữ chiếc áo vàng sẽ thi đấu lùi sâu ở phía trong đoàn đông, nhận được sự bảo vệ rất kỹ từ phía các đồng đội xung quanh. Nhưng vào lúc này thì Nguyễn Tấn Hoài đã đang làm máy kéo dẫn đầu của cả đoàn đông. Một tinh thần thi đấu phải nói là rất đáng khen, rất nỗ lực của tay đua đang giữ chiếc áo vàng sau 6 chặn đua đã qua. Chúng ta cũng thấy là ở phía sau thì các tay đua thuộc hai ekip dược Domesco Đồng Tháp và Dopagan Đồng Tháp một lần nữa là những người phải làm đầu máy kéo. Nhóm 9 vận động viên đi đầu này vẫn đang nỗ lực để cùng tham gia thực hiện việc làm đầu máy kéo với nhau. Các tay đua của Diên Hùa Đồng Nai, Hà Nội, tuyển trẻ Việt Nam, 620 Châu Thế Vĩnh Long vẫn đang duy trì được một tốc độ khoảng trên 40 km/h. Đây là tay đua Ngô Văn Phương của ekip Hà Nội. Lúc này thì các tay đua chỉ còn cách đích đến tại thành phố Vinh khoảng 15 km nữa mà thôi. Và chỉ còn trong vòng nửa giờ đồng hồ nữa thì họ sẽ về tranh chấp nước rút ở đích đến. Chúng ta đang được thấy trên hình lúc này vẫn đang là hai nhóm vận động viên với khoảng cách chỉ trong vòng khoảng chừng 10 giây thôi. Ở đoàn đông phía sau thì các tay đua của dược Domesco Đồng Tháp và Dopagan Đồng Tháp và tay đua của thành phố Hồ Chí Minh Vinama cũng đang có mặt ở trong nhóm đầu của đoàn đông để đuổi theo các vận động viên phía trên. Chúng ta hãy chú ý một chi tiết là vào lúc này thì tay đua của thành phố Hồ Chí Minh Vinama, tay đua mang số đeo 7 Javier Sacda Perez, đang đi sát ở bên cạnh của người đang giữ chiếc áo vàng là Nguyễn Tấn Hoài của dược Domesco Đồng Tháp. Sau lưng của Javier là tay đua mang áo số 5 Nguyễn Tuấn Vũ, rồi Nguyễn Trường Tài, và sau lưng họ nữa là tay đua Lê Nguyệt Minh của thành phố Hồ Chí Minh New Group. Đoàn đông ở phía sau này có thể nhìn thấy các vận động viên ở trong top 1 ngay trong tầm mắt thôi, và vì vậy mà có thể thấy là họ không hề vội vàng ở trong việc tăng tốc để đuổi theo. Hình ảnh của đoàn đông phía sau đã gần bắt được vào với top vận động viên đi đầu. Như vậy là nhiều khả năng thì sẽ là một đoàn đông cùng nhau tranh nước rút ở đích đến. Đây là những hình ảnh ở trục đường đại lộ Lenin ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Việc không đồng lòng với nhau ở trong nhóm đầu này đã khiến cho họ không thể duy trì được một tốc độ cao. Và bây giờ sẽ là lúc mà ekip dược Domesco Đồng Tháp và Dopagan Đồng Tháp bắt đầu tạo nên một tông đường để tạo vị trí quan trọng, vị trí thuận lợi cho những chân nước rút chủ lực của mình. Ở trong nhóm phía sau thì đội dược Domesco Đồng Tháp Hoàng Hoàng Thái đã đưa tốc đông vào và họ vẫn luôn duy trì tốc độ. Nếu như ngày hôm qua thì đội dược Domesco Đồng Tháp họ đã bị hút tâm, và ngày hôm nay thì họ cũng đã rút kinh nghiệm để bắt kịp với những nhóm đi đầu.
Chính xác là như vậy, và nó sẽ càng khiến cho cục diện đích đến càng hấp dẫn hơn. Chắc chắn là trong những km tiếp theo thì những ekip mạnh như thành phố Hồ Chí Minh hay Bay Lai Đồng Nai cũng sẽ cố gắng để tấn công, tìm kiếm những vị trí thuận lợi cho các chân nước rút của mình. Một chặng đua phải nói là hết sức vất vả của các tay đua thuộc hai ekip Đồng Tháp, khi họ đã phải làm việc liên tục ở trong khoảng gần 100 km. Từ việc nỗ lực để bám vào với nhóm đầu với những vận động viên mạnh thoát ra như Trần Thanh Điền, Nguyễn Phạm Quốc Khang hay là Nguyễn Hoàng Giang. Và bây giờ thì họ lại tiếp tục cố gắng tấn công để bắt vào với nhóm 9 vận động viên vừa qua để có thể bảo vệ được chiếc áo vàng và áo xanh cho Nguyễn Tấn Hoài ngày hôm nay. Chúng ta đang thấy một đường song song kế bên của đội dược Domitco Đồng Tháp, đó là Wilma Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đang thấy một dàn tông của đội Wilma Thành phố Hồ Chí Minh, họ đang muốn cho vận động viên Lê Việt Minh có một vị trí thuận lợi. Và ở bên trái thì đã có một chiếc áo xanh nữa vừa mới thực hiện cuộc tấn công. Sau khi tấn công thì vận động viên dược Domitco Đồng Tháp đã bắt kịp, gần như đã tạo nên tốc độ cao để bắt nhóm vận động viên của vận động viên áo xanh, và chúng ta hãy chờ xem đó là vận động viên nào. Trong vài km cuối này nữa thôi vẫn sẽ có những diễn biến rất hấp dẫn, có lẽ đó là một cuộc tấn công phá sức nữa của một tay đua thuộc thành phố Hồ Chí Minh New Group. Lúc này thì tay đua áo vàng Nguyễn Tấn Hoài vẫn đang thi đấu phía sau Lê Quỳnh Minh. Ở phía bên trái thì có lẽ là các tay đua của Ba Lai Đồng Nai và Duy Ngô Đồng Nai cũng bắt đầu có thêm những cuộc tấn công mới. Bên phải cũng đang đội Winamax thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tấn công. Chúng ta đang rất thấy nhiều những mũi tên tấn công. Điều đó sẽ tạo cho các vận động viên của đội được dược Domitco Đồng Tháp đang phân tâm. 500m cuối cùng của chặng đua ngày hôm nay, các tay đua của thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu vươn lên. Áo vàng đã được vươn lên rồi, chúng ta đang chờ xem Lê Quỳnh Minh đang điều bảy môn sao quyết sát. Trần Tuấn Kiệt, Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Tấn Hoài. Lê Nguyệt Minh, Trần Tuấn Kiệt, chúng ta đang chờ xem. Trần Tuấn Kiệt. Chúng ta đã được chứng kiến một cuộc cạnh tranh quá hấp dẫn ở đích đến. Ekip dược Domitco Đồng Tháp và Dobagan Đồng Tháp, những người đã làm việc rất nỗ lực không biết mệt mỏi trong suốt chặng đua ngày hôm nay, đã được tưởng thưởng xứng đáng với chiến thắng dành cho Trần Tuấn Kiệt. Ekip thành phố Hồ Chí Minh cũng đã rất nỗ lực trong những km cuối cùng để có thể đưa Lê Nguyệt Minh vào cạnh tranh nước rút với Trần Tuấn Kiệt. Nhưng rõ ràng là với sự chủ động của mình thì ekip Đồng Tháp vẫn có lợi thế hơn trong việc đưa Trần Tuấn Kiệt về rút ở đích đến ngày hôm nay. Và xin được chúc mừng Trần Tuấn Kiệt với chiến thắng chặng đầu tiên của anh tại cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2021. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này thì Quang Huy đang đứng cạnh với tay đua đã giành được chiến thắng trong chặng đua ngày hôm nay. Chặng đua từ Thanh Hóa về thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An. Đó là tay đua Trần Tuấn Kiệt của đội Dobagan Đồng Tháp. Đầu tiên thì xin chúc mừng Tuấn Kiệt với thành tích giành chiến thắng trong chặng đua ngày hôm nay. Chúng ta cũng nhớ là năm ngoái thì Trần Tuấn Kiệt đã 4 lần giành chiến thắng chặng tại cúp truyền hình năm 2020. Nhưng năm nay thì đây mới là lần đầu tiên Trần Tuấn Kiệt giành được chiến thắng trong chặng đua của cúp truyền hình năm 2021 này. Thì bốn chiến thắng chặng cuộc đua năm ngoái có tạo ra những áp lực nào đối với Trần Tuấn Kiệt ở cuộc đua năm nay không? Dạ, bốn chặng đua năm ngoái thì cũng có một phần gây áp lực cho em, tại vì năm nay thì cũng như những cung đường khác và những cung đường năm trước thì em và đội cũng đã quen thuộc với những cung đường này, và năm nay em sẽ kiếm hơn những năm ngoái ạ. Như vậy là Tuấn Kiệt đã có một chặng rồi và muốn kiếm hơn thì thêm 3 chặng nữa là bằng năm ngoái. Vậy thì ở cái đoạn nước rút chúng ta cũng thấy là Trần Tuấn Kiệt, Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Tấn Hoài, tất cả những tay đua có thể xem là mạnh nhất ở làng nước rút xe đạp Việt Nam hiện tại đều cạnh tranh với nhau ở khu vực nước rút đó. Vậy thì đâu là cái thời điểm Tuấn Kiệt tấn công để có thể vượt qua tất cả các đối thủ khác? Dạ, khi về khoảng 40 km cuối thì đội em nó sắp tại lên kéo và dẫn đoàn đông về. Và dịp cuối thì các đội như Sài Gòn và Ba Lai thì chia giao tấn công, thì trong khi đó thì em theo cọc của đội em và đội em đã hỗ trợ cho em về nhất hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là những cuộc tấn công đầy hấp dẫn cũng đã tiếp tục diễn ra sau sprint thứ hai, và các vận động viên, đặc biệt là những vận động viên mạnh tranh chấp áo vàng cũng đã nỗ lực tấn công để tạo nên những cuộc đua tranh đầy hấp dẫn trên đường về với thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và cuối cùng, chiến thắng chặng đã thuộc về tay đua Trần Tuấn Kiệt của ekip Dobagan Đồng Tháp.
Vâng, đúng là chúng ta đã được chứng kiến những diễn biến vô cùng hấp dẫn ở trên đường đua của chặng đua ngày hôm nay từ Thanh Hóa về thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An. Một lần nữa xin được nói lời chúc mừng đến tay đua Trần Tuấn Kiệt của đội đua Pagan Đồng Tháp. Và ngày mai thì các vận động viên sẽ được nghỉ một ngày trước khi bước vào một trong những chặng đua có thể nói là quan trọng nhất ở trong lộ trình của cúp truyền hình năm 2021, đó là chặng Đồng Đội Tính Giờ tại thị xã Cửa Lò của tỉnh Nghệ An. Và sau khi chặng đua đó diễn ra thì có thể ở trong những chặng đua sắp tới, những diễn biến ở trên đường đua sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Đến đây thì chương trình tường thuật của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn Tô Đồng Á đã cùng đồng hành với chương trình. Cùng điểm lại những diễn biến nổi bật sau 7 chặng đua đầu tiên cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2021. Gặp gỡ chuyên gia phân tích các điểm nhấn chiến thuật của xe đạp đường trường, lắng nghe chia sẻ từ các vận động viên. Tất cả sẽ có trong chương trình ấn tượng cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2021 trực tiếp từ 8 giờ ngày 13 tháng 4 trên kênh HTV9 và HTV Thể Thao.